Hiện nay, dù công tác xét tuyển và công bố thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 đã được các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh Đắk Nông hoàn tất, thế nhưng có không ít học sinh vẫn chưa tìm được nơi học. Để tình trạng này không lặp lại trong các năm sau, các ý kiến cho rằng công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông cần được thực hiện hiệu quả hơn. Anh Ca Thiền ở xã Đắk Plao, huyện Đắk Cờ Long, có con trai là Ca Thông nộp hồ sơ xét tuyển vào trường trung học phổ thông Đắk Cờ Long, nhưng không trúng tuyển đợt 1. Không riêng gì con trai anh, gần 150 trường hợp khác cũng chung cảnh ngộ nên gia đình đã tính đến chuyện cho con ra thành phố đi làm. May mắn sau khi nhà trường được giao thêm chỉ tiêu, con trai anh đã trúng tuyển đợt 2. Gia đình cũng rất vui mừng, rất phấn khởi khi cháu đã được tuyển lần thứ 2 và được xếp vào trường cấp 3 của huyện mình. Gia đình sẽ cố gắng và chăm lo cho nó học hành tinh tế. Tình trạng nhiều học sinh trường cấp 3 được cho là do năm 2007 có tỷ lệ trẻ sinh cao hơn nên số lượng hồ sơ xét tuyển, tỷ lệ cạnh tranh tăng vọt, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm học trước. Tình trạng thừa hồ sơ xét tuyển phải xin thêm chỉ tiêu xảy ra ở hầu hết các địa phương. Đối với những em học sinh mà không được tuyển vào thì nhà trường cũng hết mức để tư vấn cho các em vào các cái trường ở ngoài Gia Nghĩa hoặc các trường tư thục để các em tiếp tục có điều kiện vừa học vừa làm để sau này các em có thể là tốt nghiệp hoặc là tiếp tục việc học cho tương lai. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 10.000 học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở. Theo đề án tuyển sinh thì 70% học sinh trong số này sẽ được định hướng học tiếp bậc học trung học phổ thông. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt tuyển sinh khoảng 8.000 em để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông đã hoàn tất. Những em không trúng tuyển được tư vấn để học nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn. Tôi cũng đã tư vấn và trên cơ sở đó cũng phân tích cái số liệu nó phù hợp để tham mưu Ủy ban tỉnh tuyển sinh cái số liệu tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và trên cơ sở đề án phân luồng. Tâm lý phụ huynh thì sau khi học trung học cơ sở thì tâm lý luôn luôn là muốn con em mình vào học các trường trung học phổ thông, nhưng thực tế thì một số em thì có năng lực chưa thật sự tốt thì cũng nên là định hướng cho con em của mình để học vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo đúng cái định hướng của các em thì nó sẽ tốt hơn. Để chủ động về công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, ngành giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ về học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, thi đậu tốt nghiệp, các em sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không khác gì với học sinh học ở các trường trung học phổ thông công lập.